sáng cái ông Mỹ nữa, ông cứ cài video chị mà ngay bây giờ cái cài mà tới hết pin cái sạc cái cài tiếp coi biết luôn mà con ớn. Nước ngọt hạ viền coi đó ha, vui. Ok là ông về đây là ông phải tới chỗ chị cho bằng được mà. Tới cho bằng được là dẫn về nhà đây đó, cho ông không có mụn đề nặng. Ông không có, ông vô để ông nhìn với lại ông thích coi cái coi gặp đó, gặp thật đấy. Hỏi ông vô ông đưa video ông kêu có phải cây mèo không á, như kênh lời nợ gì kìa. Là là một tệ nhiều cây lắm. À, vừa mới mấy vô đầu tiên nó chỉ là nào, nhưng mà cái đó cái tay vậy đó. Có cây xíu nữa là gặp bốt rồi. Có về. Có xíu nữa thôi là gặp bốt rồi. Đi trăng ra nhìn chắc được cá sực sực đấy. Cậu được đầu mua chưa? Dạ chưa, không xíu nữa mới ba cái đầu chị. Ba bạn đi, nãy mời rồi. Ôn bay đi ngủ trên lầu à? Chắc bên kia mới có giường thôi, chứ bên này thôi cứ ngồi đỡ ở đây, đây xí qua bên kia. Dạ bên kia gần có giường thôi chứ chưa có đâu, mới có hai đứa nó vô nữa mà. Hai đứa kia là hai cái nó kia là cho chắc cho lên rồi đó, chuẩn bị cho lên. Còn một giường nữa là giường mà em làm đó. Có chạy xe không? Không thì là tầm 10 phút.
rỡ nhiều rồi luôn. Trời, tưởng ai người đẹp hả? Chưa nhìn qua. Chưa, hồi nãy giờ chưa nhìn. Chắc là bữa nay hết tiêu khủng rồi đó. Bữa nay làm thường, làm bình thường. Đúng rồi. Chủ yếu nánh cây mới nhanh hết thăm. Cây hết rồi, xí mua thêm. Rồi thăm chắc cỡ từ 25 mới đi chứ thì qua khi muốn đi thì mua nhiều. Đi nhanh rất. À, còn lâu mà lo. Bay thẳng luôn rồi chị. Từ Đà Nẵng mình đi luôn. Mua vô Sài Gòn. Là đi học hay là đi gì? Du học. Mau chị bữa nay răng rồi chị. Bữa nay lại lên màu thế dễ chịu từ từ chị. Thời gian nữa là sẽ lên đẹp đều. Nhưng tự nhiên. Chờ gì? Chờ lương về à? Chờ lương gì? Chị không làm hả? Đúng chứ. À, tự không làm. Làm lung đi chứ, không đẹp gì. Chị coi có gì tư vấn làm lung. Chị, cái chị mà bữa hôm mà dẫn con đi chung đó chị nhớ à? Này, chị cái làm mau đây đó kìa. Bà bữa đó bữa qua lại, cái em kêu, à nhớ bà biết không? Cái xong rồi em mới nói là chị làm môi không kêu kêu à, chị không làm à, để hầu làm xong cái chập á em vô tình em kêu chị mở ra em nhìn cái môi xí mà mở ra mà đi làm ở đâu rồi chị mà biết ra không nó bị họ đi hơi sâu á, nó bị kiểu như là bị tổn thương á, màu bị ấy với cái màu hồng mà nhìn như quê, nhìn quê mà ghê lắm chị, nhìn kiểu như là hỏi bà làm mấy tiền, lúc nào bà đơ biết không, kiểu như bà đơ bà ngại á, cô mặt cho nên như vậy, dạ đúng rồi, đơ bà ngại, cái là bà nói à 1.3 triệu, ờ rẻ mắt không quan trọng, quan trọng là chắc do bà thấy cái màu chị màu lợt quá, với lại hụt lúc đó là chưa đẹp màu là mình nói là mình xóa thăm mà dạ bà ưng làm màu thì làm màu
Nhưng mà ý là em thấy cái màu màu em thấy nó quê. Nhìn nó thấy tôn cái sự đen của mình lên nữa. Nó không có đẹp á. Không biết nhìn kỹ, không biết cách nhìn. Alo. Alo, cho em hỏi là về chỗ spa Loan cái gì để em cần mua mắt. À, Loan Nguyễn, sao em à? À đúng rồi, Loan Nguyễn. À chị ơi, em hỏi này thì bên chị kiểu có nặng cái kiểu dạng cái kiểu nhỏ nó nhỉ? Có, mụn gì cũng nặng em ơi. À thế à, thì bây giờ em qua luôn không? Thì cũng được không? Em để em qua Hoàng Diệu giúp chị hệ để chị xem. Dạ em qua Hoàng Diệu ấy. Ok em qua đi. Dạ ok em cảm ơn nhá. Ok em. Một gì cũng nặng, vị trí nào cũng nặng. Có thể em được nhập này nè ha.